cô mến chào các em cô rất vui được đồng hành cùng các em trong tiết học ngày hôm nay để giờ học có hiệu quả cô có một số yêu cầu như sau thứ nhất là các em phải chuẩn bị đầy đủ sách vở và đồ dùng học tập thứ hai là các em phải chú ý lắng nghe và chủ động ghi chép thứ ba là các em phải ngồi học đúng tư thế thứ tư là các em hãy thực hiện theo các yêu cầu của cô Bây giờ cô có một yêu cầu như sau. Các em hãy quan sát tranh và cho cô biết đồ vật gì có trong tranh. Đồ vật có trong tranh đó chính là quả bóng đấy các em. Và bức tranh thứ hai, các em cho cô biết các bạn đang làm gì? Các bạn đang chơi đá bóng. Vậy, hai từ quả bóng và đá bóng từ nào chỉ đồ chơi và từ nào chỉ trò chơi vậy các em từ chỉ đồ chơi đó chính là quả bóng từ chỉ trò chơi đó chính là đá bóng các em ạ à, tuổi thơ của chúng ta luôn gắn liền với rất nhiều đồ chơi và trò chơi để hiểu đúng ý nghĩa của các đồ chơi và trò chơi ấy như thế nào những trò chơi nào có lợi và những trò chơi nào có hại Hôm nay cô và các em sẽ tìm hiểu ở tiết luyện từ và câu bài mở rộng vốn từ đồ chơi trò chơi. Bây giờ cô mời các em mở sách giáo khoa trang 147 và 148. Ở bài học này, các em đạt được những mục tiêu sau. Thứ nhất là biết tên một số đồ chơi, trò chơi, những đồ chơi có lợi, những đồ chơi có hại mục tiêu thứ hai là biết các từ ngữ miêu tả tình cảm thái độ của con người khi tham gia các trò chơi để đạt được mục tiêu của bài học cô và các em sẽ lần lượt thực hiện qua ba hoạt động hoạt động thứ nhất đó là gọi tên các đồ chơi trò chơi có trong bài học và các đồ chơi trò chơi mà em biết hoạt động thứ hai là tìm hiểu lợi ích và tác hại của đồ chơi trò chơi hoạt động thứ ba là tìm hiểu về tình cảm và thái độ của mọi người khi tham gia trò chơi bây giờ cô và các em sẽ vào hoạt động đầu tiên của tiết học nhé hoạt động một gọi tên các đồ chơi trò chơi có trong bài học và các đồ chơi trò chơi mà em biết bài tập số một nói tên đồ chơi hoặc trò chơi được tả trong các bức tranh sau. Trước khi giải quyết yêu cầu bài tập số 1 này, các em hãy cho cô biết đồ chơi là gì, trò chơi là gì. Đồ chơi là những đồ dùng làm phương tiện trong khi chơi, trò chơi là những hoạt động nhằm mục đích giải trí hay vui vẻ của con người đôi khi còn được sử dụng như một công cụ để giáo dục. Bây giờ cô mời các em hãy quan sát sáu bức tranh và các em hãy cho cô biết trong tranh có những đồ chơi gì và những đồ chơi ấy được sử dụng trong trò chơi nào. Bây giờ cô và các em sẽ lần lượt quan sát từng tranh nhé. Ở bức tranh thứ nhất khi quan sát tranh, các em có nhận ra đồ chơi trong tranh là gì hay không? Đồ chơi trong tranh chính là diều đấy các em. Vậy các bạn đang chơi trò chơi gì? Các bạn đang chơi trò chơi chính là trò chơi thả diều. Các em ạ, à, vào mỗi buổi chiều, các bạn nhỏ thường chơi trò chơi thả diều trên những bờ đê hay trên cánh đồng lúa chín khi kết thúc mùa gặt đấy các em. Đó là một trò chơi mà tất cả mọi người đều yêu thích. Tiếp theo, cô mời các em sẽ quan sát tranh thứ hai. Các em quan sát tranh thứ hai và các em cho cô biết trong tranh đây là đồ chơi gì? Đây chính là đầu sư tử đấy các em và bạn trai đang cầm một cây đàn, người ta gọi đó là đàn gió. Và Đầu sư tử và đàn gió được sử dụng trong trò chơi đó chính là trò chơi múa sư tử. Và tiếp theo là hình ảnh của một bạn nữ đang cầm đồ chơi, các em có đoán ra đó là đồ chơi gì không? Đó chính là chiếc đèn ông sao. Và chiếc đèn ông sao này được sử dụng trong trò chơi chính là trò chơi rước đèn. Các em ạ, à, ở trò chơi múa sư tử và trò chơi gước đèn được các bạn nhỏ chơi vào mỗi dịp Tết Trung Thu vào ngày 15 tháng 8 hàng năm đấy các em. Bây giờ cô mời các em tiếp tục quan sát vào bức tranh thứ ba. Đây là bức tranh thứ ba. Trong tranh là hình ảnh một bạn nữ đang cầm một đồ chơi. Các em có nhận ra đây là đồ chơi gì không? Đây chính là dây thần và bạn nhỏ đang chơi trò chơi chính là trò chơi nhảy dây đấy các em. Tiếp theo là hình ảnh của hai bạn nữ đang cầm một đồ chơi, các em có nhận ra đây là đồ chơi gì không? Đây chính là đồ chơi là búp bê và hai bạn nhỏ đang chơi trò chơi đó là trò búp bê ăn. Ở trò chơi cho búp bê ăn, gàng cho các em tính dịu dàng, chu đáo. Ngoài ra còn có kỹ năng giúp cho các em chăm sóc em của mình nữa đấy. Tiếp theo là hình ảnh của một bạn nữ đang sử dụng bộ đồ chơi đó chính là bộ xếp hình nhà cửa. Và bạn nhỏ đang chơi trò chơi đó chính là xếp hình nhà cửa. Và tiếp theo là hình ảnh của một bạn nữ đang sử dụng đồ chơi gì? Các em có đoán ra chưa? Đó chính là đồ chơi nấu bếp và bạn nhỏ đang chơi trò chơi chính là trò chơi nấu cơm. Bây giờ cô mời các em quan sát tiếp tranh thứ tư. Trong tranh các em có nhận ra được đồ chơi của hai bạn nam này không? Đồ chơi của hai bạn nam chính là màn hình. Hai bạn nam đang chơi trò chơi gì vậy các em? Đó chính là trò chơi điện tử. Trong tranh các em có nhận ra bạn nữ đang sử dụng đồ chơi gì không? Đồ chơi của bạn nữ đang sử dụng đó chính là viên gạch và bạn đang chơi trò chơi đó là xếp hình hay còn gọi là xếp gạch. Các viên gạch thường được làm bằng nhựa, xốp hay là các mảnh rỗ. Ở trò chơi này giúp các em phát triển về trí não và tạo cho các em sự khéo léo. Cô mời các em quan sát tiếp tranh thứ 5. Trong tranh các em cho cô biết ở đây hai đội đang sử dụng đồ chơi gì? Hai đội đang sử dụng đồ chơi đó chính là về thần và hai đội đang chơi trò chơi đó chính là trò chơi kéo co. Ở trò chơi kéo co này giúp chúng ta rèn luyện về sức mạnh và tinh thần đoàn kết. Trong tranh ta thấy hình ảnh một bạn nam đang sử dụng đồ chơi đó chính là ná cao su và bạn nam này đang chơi trò chơi đó là trò chơi bắn ná đây là một trò chơi rất là nguy hiểm các em không nên chơi nhé trong tranh ta thấy bạn nam đang chơi trò chơi bắn ná và đã được cô giáo của mình nhắc nhở đây là trò chơi nguy hiểm tiếp theo cô mời các em quan sát tranh thứ sáu trong tranh ta nhìn thấy ba bạn chơi trò chơi rất là vui vẻ. Nếu tinh mắt kèm dễ dàng nhận ra đồ chơi trong bức tranh này chính là khăn bịt mắt. Một bạn bị bịt mắt và sau đó đi tìm vị trí của các bạn để bắt lại. Người ta gọi trò chơi này chính là trò chơi bịt mắt bắt dê. Các đồ chơi thật là đa dạng và phong phú phải không các em? Ngoài những đồ chơi và trò chơi các em tìm được trong bức tranh ở bài tập 1, trong thực tế còn có rất nhiều đồ chơi và trò chơi khác nữa. Đó là những đồ chơi và trò chơi gì? Cô và các em tìm hiểu tiếp ở bài tập số 2. Bài 2, tìm thêm từ ngữ chỉ các đồ chơi hoặc trò chơi khác. Ở bài tập này Cô cũng có các bức tranh nhiệm vụ các em hãy quan sát tranh và cho cô biết trong tranh có những đồ chơi gì và những đồ chơi ấy được sử dụng trong trò chơi nào. Cô mời các em quan sát bức tranh thứ nhất. Các em cho cô biết trong tranh các bạn nhỏ đang sử dụng đồ chơi gì? Đồ chơi các bạn nhỏ sử dụng trong bức tranh này chính là các viên sỏi và các bạn đang chơi trò chơi đó chính là trò chơi ô ăn quan cô mời các em quan sát tranh thứ hai các em có nhận ra đồ chơi ở trong tranh là gì hay không đồ chơi ở trong tranh chính là banh và que truyền và các bạn đang chơi trò chơi chính là trò chơi chơi truyền ở trò chơi này ta sử dụng một quả banh và 10 que truyền để các em Tiếp theo cô mời các em quan sát tiếp. Đây là một trò chơi rất là quen thuộc đối với các em. Các em có biết đây là trò chơi gì không? Đó là trò chơi nhảy lò cò và đồ chơi được sử dụng trong trò chơi này chính là mảnh sành. Các em có nhận ra đây là trò chơi gì không? Đây chính là trò chơi đá cầu và đồ chơi được sử dụng trong trò chơi này chính là cầu đấy các em. Cô mời các em quan sát tiếp. Đây là một trò chơi giúp chúng ta phát triển trí não. Các em có biết đây là trò chơi gì không? Đó chính là cờ vua. Và đồ chơi được sử dụng trong trò chơi này chính là quân cờ. Và hình ảnh tiếp theo cũng là một bàn cờ. Nhưng đây không phải là cờ vua. Các em có đoán ra đây là trò chơi gì không nào? Đây chính là trò chơi cờ tướng và đồ chơi được sử dụng trong trò chơi này chính là quân cờ. Các em ạ, à, ở trò chơi cờ vua và cờ tướng khác nhau về lực chơi, cách chơi và hình ảnh của các quân cờ nữa đấy. Các em chưa cô biết đồ chơi gì có trong tranh? Đồ chơi có trong tranh đó chính là cầu trượt và trò chơi là cầu trượt đồ chơi gì có trong tranh vậy các em đó chính là cái đu và cái trò chơi là đu quay và đây là hình ảnh của một môn thể thao các em có biết đây là môn thể thao nào không đây là môn thể thao bóng chuyên và đồ chơi được sử dụng trong trò chơi này chính là bóng và đây cũng là hình ảnh của một môn thể thao đó chính là bóng bàn và đồ chơi sử dụng trong trò chơi này chính là bóng và vợt. Các em cho cô biết trong chành có đồ chơi gì? Trong chành có đồ chơi đó chính là kiếm và các bạn đang chơi trò chơi đấu kiếm. Các em cho cô biết đồ chơi có trong chanh này là gì? Đồ chơi có trong chanh chính là súng phun nước và trò chơi các bạn chơi đó là bắn súng phun nước. Đây là hai trò chơi rất là nguy hiểm, các em không nên chơi trò chơi này nhé. Đây là một trò chơi mà hiện nay các bạn nhỏ rất yêu thích và muốn chinh phục nó. Các em có biết đó là trò chơi gì không? Ở hình thứ nhất đó chính là các khối Rubik. Và hình số 2, đây là hình ảnh một bạn nhỏ đang chơi trò chơi Rubik. Tiếp theo đó là trò chơi rồng rắn lên mây và tiếp theo là hình ảnh của một trò chơi đó là trò chơi trồng nụ trồng hoa. Ở trò chơi rồng rắn lên mây và trò chơi trồng nụ trồng hoa thì không cần vật dụng để chơi nhé các em. Như vậy, ở bài tập 1 và bài tập 2 các em tìm được rất nhiều đồ chơi và trò chơi. Trò chơi sẽ chia thành hai dạng đó là trò chơi giải trí và trò chơi thể thao. trong trò chơi giải trí sẽ chia ra đó là trò chơi nhân gian và trò chơi hiện đại. trong trò chơi thể thao sẽ chia ra đó là trò chơi thể lực và trò chơi trí tệ. các trò chơi nhân gian như là ô ăn quan, thả diều, múa lân, chơi truyền, bịch mắt bắt dê. trò chơi hiện đại là đu quay, cầu trượt xếp hình chơi điện tử. Trò chơi thể lực là nhảy dây, đá bóng, bóng chuyền, bóng bàn, kéo co. Các trò chơi trí tuệ là cờ vua, cờ tướng, Rubik. Các đồ chơi và trò chơi của trẻ em luôn hấp dẫn đối với chúng ta. Vì sao mọi người lại thích tham gia các trò chơi như vậy? Những trò chơi nào có lợi? Chúng có lợi như thế nào? những trò chơi nào có hại. Cô và các em sẽ tìm hiểu tiếp ở hoạt động số 2. Hoạt động 2: Tìm hiểu lợi ích và tác hại của đồ chơi trò chơi. Ở bài tập số 3. Bài 3: Trong các đồ chơi trò chơi kể trên, a. À, những trò chơi nào các bạn trai thường ưa thích? Những trò chơi nào các bạn gái thường ưa thích? những trò chơi nào cả bạn trai lẫn bạn gái đều ưa thích. Câu B, những đồ chơi trò chơi nào có ít, chúng có ít như thế nào? Chơi các đồ chơi trò chơi ấy như thế nào thì chúng trở nên có hại. Câu C, những đồ chơi trò chơi nào có hại, chúng có hại như thế nào? Bây giờ cô và các em sẽ trả lời lần lượt từng câu hỏi nhé. Câu A, à, những trò chơi nào các bạn trai thường ưa thích, những trò chơi nào bạn gái thường ưa thích, những trò chơi nào cả bạn trai lẫn bạn gái đều yêu thích. Cô có bảng như sau. Trò chơi thường ưa thích, cột đầu tiên là của bạn trai, cột thứ hai là bạn gái, cột thứ ba là bạn trai và bạn gái. Bây giờ, nhiệm vụ của các em là hãy nhớ lại các trò chơi ở bài tập 1 và bài tập 2. Những trò chơi nào mà bạn trai yêu thích, những trò chơi nào bạn gái yêu thích, những trò chơi nào cả bạn trai và bạn gái yêu thích, kèm hãy hoàn thành vào bảng sau nhé. Và đây là đáp án của cô. Những trò chơi bạn trai yêu thích đó là đá bóng, đá cầu bóng chuyền, bóng bàn, đấu kiếm, bắn súng nước, cờ tướng, cờ vua, chơi Rubik, dân dân. Những trò chơi mà bạn gái yêu thích đó là cho búp bê ăn, chơi chuyền, nhảy dây, nhảy lò cò, trồng nụ trồng hoa, chơi ô ăn quang, vân vân. Các trò chơi mà bạn trai và bạn gái yêu thích đó chính là trò chơi thả diều, trò chơi điện tử, xếp hình, bịt mắt bắt dê, cầu trượt, đua quay, gồng gắn lên mây, vân vân. Cô có lời khen cho những bạn nào tìm được các trò chơi mà bạn trai yêu thích, bạn gái yêu thích và trò chơi cả bạn trai lẫn bạn gái yêu thích. Vậy, những trò chơi nào có lợi, chúng có lợi như thế nào? Khi chơi các trò chơi ấy như thế nào thì chúng trở nên có hại? Cô và các em trả lời tiếp câu hỏi B nhé. Câu B. Những đồ chơi trò chơi nào có ích? Chúng có ích như thế nào? Chơi các đồ chơi trò chơi ấy như thế nào thì chúng trở nên có hại. Bây giờ cô và các em trả lời từng ý nhé. Thứ nhất là những đồ chơi trò chơi có ích. Tờ cột đầu tiên đó là tên đồ chơi trò chơi, cột thứ hai là tác dụng. Trò chơi có ích đầu tiên đó chính là rước đèn ông sao, có tác dụng là vui. Trò chơi thứ hai là thả diều, có tác dụng là thú vị, khỏe. Trò chơi chơi búp bê có tác dụng là chu đáo, dịu dàng hơn. Trò chơi đu quay có tác dụng là rèn sự mạnh dạn. Trò chơi nhảy dây có tác dụng là nhanh nhẹn, khỏe. Trò chơi cờ vua, cờ tướng có tác dụng là rèn trí thông minh. Trò chơi xếp hình có tác dụng là thông minh, khéo léo. Trò chơi bóng đá đó là một môn thể thao mà tất cả mọi người đều yêu thích, có tác dụng là khỏe, nhanh nhẹn, khéo léo và thông minh. Đây là những trò chơi có ích nếu chúng ta chơi không đúng cách thì chúng sẽ trở nên có hại. Do đó, khi chơi, các em cần đoàn kết, phân định thắng thua rõ ràng, chơi công bằng và đúng lực, tránh gây ra những khúc mắc mâu thuẫn không đáng có, dẫn đến khi chơi sẽ không vui, gây ảnh hưởng đến mình và người khác. Vậy, khi chơi các trò chơi ấy như thế nào thì chúng trở nên có hại? Cô và các em trả lời tiếp câu hỏi nhé! chơi các đồ chơi, trò chơi ấy như thế nào thì chúng trở nên có hại. chơi các đồ chơi, trò chơi ấy có hại. Nếu hàm chơi quá, vinh ăn, vinh ngủ, vinh học thì sẽ có hại ảnh hưởng đến sức khỏe và học tập. Ví dụ ở trò chơi điện tử, nếu hàm chơi quá sẽ hại mắt. Và sau đây là một số hình ảnh của các bạn khi tham gia trò chơi không đúng cách. Đây hình ảnh thứ nhất là các bạn chơi trò chơi thả diều ở gần ở đường dây điện làm cho diều mắc vào dây điện gây nguy hiểm cho mình và người khác. Do đó khi chơi ở trò chơi thả diều, các em nên chọn ở những nơi rộng rãi và thoáng mát. Tiếp theo là hình ảnh của một bạn nhỏ chơi trò chơi điện tử kéo dài đến nỗi ngủ gật ở trên bàn, như vậy rất là hư hại đến mắt. Hình ảnh thứ ba đó là các bạn nhỏ chơi bóng đá ở trên đường. Đây là một việc làm nguy hiểm, vi phạm pháp luật giao thông, gây nguy hiểm cho mình và cả những người tham gia giao thông nữa đấy. Hình ảnh thứ tư là một bạn nam dùng ná cao su bắn những chú chim, gây phá hoại môi trường và gây ảnh hưởng cho mình và người khác. Vậy những trò chơi nào có hại? Chúng có hại như thế nào? Cô và các em tìm hiểu tiếp ở câu C. Câu C. Những đồ chơi trò chơi nào có hại? Chúng có hại như thế nào? Cô có bảng như sau. Những đồ chơi trò chơi có hại. Tên đồ chơi, trò chơi và tác hại. Trò chơi đầu tiên có hại đó chính là đấu kiếm. Nó có tác hại là dễ làm cho nhau bị thương. Các em ạ. À, trò chơi đấu kiếm được tổ chức trong các cuộc thi hay các kỳ si game thì người tham gia đấu kiếm phải có nón và đồ bảo hộ phải sử dụng kiếm là kiếm không nhọn mới đảm bảo an toàn cho mình và người khác trò chơi thứ hai đó chính là bắn ná hay còn gọi là ná cao su có tác hại là giết hại chim phá hoại môi trường gây nguy hiểm nếu lỡ tay bắn vào người khác Trò chơi thứ ba đó là bắn súng phun nước, có tác hại là làm ướt người khác. Đây là những trò chơi có hại, các em không nên chơi những trò chơi này nhé. Khi tham gia cầu các trò chơi ở trường, ở lớp, ở nhà, các em nên lựa chọn cho mình những trò chơi lành mạnh và bổ ích như trò chơi nhảy dây, đá cầu, xếp hình, cờ vua, cờ tướng để giúp cho ta rèn luyện nhiều đức tính và sự dẻo dai. Vậy thái độ, tình cảm của người khi tham gia vào các trò chơi như thế nào? Cô và các em tìm hiểu tiếp ở hoạt động số 3. Hoạt động 3: Tìm hiểu về tình cảm và thái độ của mọi người khi tham gia trò chơi. Bài tập số 4: Tìm các từ ngữ miêu tả tình cảm, thái độ của con người khi tham gia các trò chơi cô có mẫu như sau. Đó là từ say mê. Bây giờ, các em hãy tìm các từ ngữ miêu tả tình cảm thái độ của con người khi tham gia các trò chơi nhé. Và đây là đáp án của cô. Đó là các từ mê, đam mê, mê say, hăng say, say xưa ham thích, thích thú, hứng thú, thú vị, hào hứng. Cô có lời khen cho những bạn nào tìm được các từ ngữ miêu tả tình cảm thái độ của con người khi tham gia vào các trò chơi. Ngoài những giờ học bổ ích và căng thẳng, các em nên tham gia vào các trò chơi cùng với các bạn để tạo tinh thần đoàn kết, giúp ta luôn khỏe mạnh và thoải mái cô tin rằng trong tiết học ngày hôm nay các em đã biết lựa chọn cho mình những trò chơi bổ ích lý thú và chúng ta không nên chơi những trò chơi có hại cho mình và người khác nhé để khắc sâu kiến thức của bài học cô và các em chúng ta sẽ tham gia vào một trò chơi ở phần củng cố trò chơi có tên gọi là nhìn nhanh nhớ lâu cô có yêu cầu như sau Em hãy nêu tên các trò chơi có trong hình. Cô có 8 bức tranh, nhiệm vụ của các em là hãy cho cô biết những trò chơi gì có trong tranh. Cô tin rằng các em đã tìm được các trò chơi có trong hình rồi. Bây giờ các em hãy đối chiếu đáp án của mình với đáp án của cô nhé. Trò chơi thứ nhất đó chính là cờ vua trò chơi thứ hai là đá bóng, trò chơi thứ ba là nhảy lò cò, trò chơi thứ tư đó chính là cờ tướng, trò chơi thứ năm là đu quay, trò chơi thứ sáu cầu trượt, trò chơi thứ bảy đó là bóng truyền, trò chơi thứ tám là bóng bàn như vậy, hôm nay cô và các em đã mở rộng được vốn từ đồ chơi và trò chơi. Về nhà các em hãy xem lại bài và tìm thêm các đồ chơi, trò chơi mà em biết, đặt một câu với các từ tìm được ở bài tập 4 và xem trước bài ở từng 16 nhé. Tiết học của chúng ta đến nay là kết thúc rồi. Cô chào các em, cô chúc các em học tập thật tốt.